Anh coi đám cưới của bọn em chưa anh? Rồi. Anh thấy sao? Tao thấy nó bị ổi. Sao lại bị ổi anh? Trời ơi, điên khùng. Tự nhiên cái làm đám cưới rồi người ta tưởng nãy bà cả như bà tưởng là đám cưới thiệt luôn. Bà hỏi uống vợ nó thiệt á hả? Rồi tôi làm khùng làm điên chi vậy, kéo về quê làm chi vậy? Thì em quay MV ca nhạc anh. MV hả? Vâng, hot rồi, 5 triệu view. 5 triệu view từ tối hôm qua rồi. Không, tao thấy nhiều khi mà MV giả mà tình thực nha. Nói sao nhiều khi mày cưới nó đi. Nhiều khi mà bây giờ mùa Noel rồi đó, không? Mùa vô mùa lạnh rồi đó. Nhiều khi mày cứ nó cái mày lạnh, mày chui nách nó là mày ấm liền. Cái con gà mày ơi, gì hiểu không? Mày chui ngay cái kẹt nách, cái mày núp vô trong đó là tao lấy ấm liền. Dạ. Noel là hả, ấm áp tình người. Dạ vâng. Ừ. Với lại nhiều khi Tết rồi nọ, nhiều khi thèm thịt con hộp thịt đồ này nọ là cũng có mà ăn. Đã ăn rồi. Đúng rồi. Thế thôi. Vô nhiều khi mà nhà nhiều khi mà mới cưới nhau về đó, dạ. Hiểu không? Mấy cái cửa sổ này nọ mà nhiều khi mà gió lùa đó nó sập được rồi đó, chứ nhỏ che đồ lại. Mà con Liêm dễ thương quá, tính nó dạ. Đàng hoàng. Mà nhìn giống số 10 luôn đúng không anh? Giống số 10 luôn, mà hai đứa là hợp luôn đó. Hợp luôn. Là mày mà cứ là dự như là thằng lằn đu cục đình gì đó. Hạnh phúc chứ. Đúng là anh. Thế là hợp với nhau. Dạ vâng, thế cưới xong là làm một gia đình đúng không anh? Mà con Liêm có hổn thiệt không hay là cái còn tên hổn? Nó hổn thiệt anh ạ. Hổn thiệt nhưng một khi mà nó đã về với em thì nó sẽ bớt hổn lại. Mà đúng rồi, giờ đỡ rồi. Con Liên ấy, thì nó hề trước nhưng mà cái giọng nó hổn quá, giọng mấy đó. Con gái thì giọng nó khàn thì nó hổn lắm. Dạ. Thì nhiều khi không biết là còn tên hổn hay là nó hổn thiệt. Nó là nhà mà hổn nhiều đó em phải mấy bạn. Dạ mấy dạ đúng không? Dạ. Liên ơi cái gì mày cứ hải nhà hải thì cũng được lắm nha. Tập đoàn giao lớn. Giao lớn. Dạ. Còn Liên nhà bán xăng hả? Có không? Thì cái đấy thì em giữ bí mật. À bí mật thằng chắc xạo của chị ơi, trời ơi. Xạo đâu anh. Ờ thôi. Giống con nhỏ bắn xăng nào mà hả chiều live stream bắn đồ trơn rồi. Đúng không, gặp áo tôi bắn xăng ở nhà tôi ngồi bắn xăng. Chứ live stream quần áo làm gì. Thôi. Thôi nhưng mà nếu mà em cưới anh có mừng không anh? Mừng tôi lên. Mừng bao nhiêu anh? Mừng bài hát à? Mừng là mắc cường thôi chứ là mừng tiền bạc gì anh em, tiền bạc gì. Hay chứ cùng hai đứa cùng dễ thương, đứa nào cũng ok hết. Dạ. Con Liên thì vừa gặp nó dễ thương lắm, hai đứa nó nhiệt tình dễ thương lắm. Dạ. Ừ. Thế rồi em quyết định cưới nhanh nhá. Cưới nhà đám cưới đi. Ok, đám cưới nhau.